Hello, kính chào cô chú anh chị đã đến với lại kênh YouTube của Phong Bụi Đường Phố nha. Thì hôm nay là em nghe đồn là cái người ta live stream bằng cái lo kẹo kéo. Thì hôm nay là em live stream thử từ cái lo kéo của mình mới mua. Cái lo của mình mới mua trị giá là 5 triệu cô chú anh chị. Nhưng mà người ta đồn là mình live bằng cái cục, nó gọi là cái cục iEric. Thì cái cục iEric này là mình có cái đầu sen nè cô chú anh chị. Đây là cái đầu, nó gọi là cái đầu dĩa bông sen á. Cái đầu sen, thì cái đầu sen này là mình dùng cái đầu sen này nè, mình cắm vô trong cái lỗ sen, rồi mình mới dùng cái lỗ sen nữa, mình dùng một cái lỗ, một cái đầu chuyển 3.5 và một cái đầu rắc nối để mình cắm vô trong cái cục Eric, rồi mình cắm vào trong cái điện thoại. Hôm rày đi từng này coi như là cả gia đình đều bị cảm, và không biết giờ này còn hát nổi không, đã lỡ live stream rồi thì hát cho cô chú anh chị xem một bài. Nghe thử, test thử cái âm thanh này coi nó làm sao. Rồi mai mốt có gì mình những bài hát sau này là mình đều live stream bằng lo kéo hết. Bây giờ thì gửi cho cô chú anh chị một chiếc đòn cải lương được mang tên Máu Nhuộm Sơn Chùa. Thank you.
rồi, ông cũng là biết số. Giờ thầy có giữ con lại cũng không còn được nữa rồi. Dòng bao tay biến sau bàn tay hiền lành này lại phạm tội sát sanh. Con người phát giác chuyện cũ của hai mươi mấy năm qua, rằng thầy ơi con còn có một mối thù gia tộc. Trời Phật ơi con muốn vỡ tung cả đầu óc, biết xứ sở làm sao cho tròn vẹn đạo gia. Lỡ tay sát hại một bạn người, mộc của thầy cũng đành gửi ăn mây bay. Sư phụ ơi nếu nhận lời nói kia đó là sự thật thì con cũng vô cùng hối hận. Dựng dành cho con sự sống, họ đã hy sinh một tương lai buồn than cho những mầm xanh cao vút tận mây trời. Nở đời muôn kiếp dân dương thì nhai thầy ở dặm đường con đi. Vâng, xin cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Và anh thì Phong like thử để mình xem thử cái âm thanh nó như thế nào. Và sau này cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Phong. Phong sẽ kiếm cho mình những cái bộ like như thế này, và những cái bộ lo, và những cái bộ live stream như thế này ha cô chú anh chị. Vâng, bây giờ thì để tiếp theo nữa thì gần tới giờ mình đi rước con bé rồi, cho nên là mình sẽ hát cho anh chị nghe thêm bài nữa. Bấm trúng bài gì hát trúng bài đó. Vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người, và yêu thương chót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn thề, để tâm tư suốt đêm ngủ không yên. Nửa đêm lặn qua tim,
xưa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không thèm đến mà tiếng bước buồn tênh. Tì thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi, rằng chẳng xin thề muôn đời không gặp nữa để nói giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét buốt qua sông len vào hồn, làm khô môi đã bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi sớm đến cố nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Mình không có xài dây live stream như cô chú chị, mình xài từ dây bông sen và mình xài qua cục iEric, mình truyền từ cái loa kéo kéo nha. Nửa đêm lạnh qua tim xưa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn mà tiếng bước buồn tênh. Tì thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng xin thề muôn đời không gặp nữa để nói giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét buốt qua sông len vào hồn, làm khô môi đã bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì cướp nhặt tâm tình này, gửi sớm đến cố nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm mơ, và xin ghi kỷ niệm một đêm. Vâng, hôm nay thì mình kết thúc tại đây nha cô chú anh chị. Và khi nào anh em nào có nhu cầu thì hãy inbox cho mình. Và sau này thì gặp mình ở ngoài đường, anh em nào cảm thấy cái bộ lo này hát hay quá thì cứ inbox cho mình ha. Mình sẽ tìm và mua để lại cho anh em với giá cả phải chăng. Bây giờ thì xin chào, bye bye cô chú anh chị.